chủ đề của chúng ta ngày hôm nay đó chính là ngoại tình. Hơi nhạy cảm nha. Không, nhưng mà riêng chị thì chị thấy lại thấy không nhạy cảm một chút nào hết. Dạ. Tại vì đúng rồi, tại vì có bao giờ có tình yêu đâu mà nhạy cảm. Bậy ơi. Không phải là tấm chiếu mới đâu. Em là tấm chiếu đã chạy rồi hả? Em là một cái niệm cao su về dạ. Bởi vì cái vấn đề ngoại tình đối với em đó nha, thì em nghĩ là ở trong chăn biết chăn có rận, chính những cái người đó mới hiểu cái vấn đề tại sao nó ngoại tình. Ủa, nắm tay ôm hôn mà cũng tính là ngoại tình đó hả? Có chứ ơi. Có chứ chị, em đồng ý à. Ủa không ơi, không cái má. Không nha. Đó là mọi người đang quan điểm theo quan điểm của mọi người là theo châu Á. Không cái gì. Nắm tay ôm hôn, hôn cạnh với hôn môi luôn. Vậy chị á là người đàn bà dễ dãi. Chị chấp nhận chồng chị làm như vậy, còn em không chấp nhận em coi là ngoại tình. Không, chị nếu mà nói chị Giàng là đàn bà dễ dãi chị cũng chấp nhận. Chị Giàng là đàn bà nhu nhược. Dương Thanh Vàng, Bảo Bảo xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Chị em những chiếc niềm thiện lành. Ngày hôm nay Dương Thanh Vàng và Bảo Bảo rất vui gặp lại tất cả quý vị sau một cái thời gian một tuần lễ chúng ta xa cách nhau. Và lần này chúng ta gặp lại nhau với những câu chuyện thú vị, và đặc biệt là gặp gỡ một khách mời vô cùng dễ thương, đáng yêu, được cộng đồng mạng rất là yêu mến, đó chính là Quỳnh Đạt. Xin chào tất cả mọi người, xin chào chị Giang, xin chào chị Bảo. Em tên là Quỳnh Đạt, em đến từ thành phố Bến Tre. Ngày hôm nay em rất là hân hạnh và vui vẻ để đến đây tám chuyện cùng với mấy chị. Mong là mấy chị sẽ cũng có vui vẻ lại với em. Dĩ nhiên rồi, ngày hôm nay rất là vui được em nhận lời mời đến với chương trình. Thì với cái tông layout makeup nhẹ nhàng sương gió này thì đang có vẻ rất là hoa hậu đúng không? Thần thái ngút trời. Thần thái một tí xíu hoa hậu thử coi. Hoa hậu hả chị? Phần hô tên, tất cả phần hô tên nó hoa hậu. Nhìn thẳng về cái camera ống kính đó, giống như mình đang thi gì đó. Quỳnh Đạt, Bến Tre. Hai cái này nó ngoéo lại giống như cái dừa vậy. Đạt ơi, thật sự ngày hôm nay lên đây là em đừng căng thẳng nha. Tại vì lên đây là để chị em trò chuyện về những cái vấn đề đang hot rần rần trên mạng. Ngoài cái tên Quỳnh Đạt mọi người vẫn hay gọi thì cái tên mà bạn được biết đó nha là Quỳnh My. Tại từ đâu có cái tên Quỳnh My ha? Dạ, này là em chia sẻ thật nha. Siêu âm 7 tháng, em là con gái. Nào em đặt tên là Quỳnh Ngọc Trúc My. Đó, nhưng mà ai biết đâu đẻ lại là Ủa là sao rồi, sao mà siêu âm gì kỳ vậy? Em không biết. Siêu âm mà sao mà gái gái là sao? Mẹ em kiểu giống như là mong muốn em là một đứa con gái á. Rồi coi hình con gái hoài, cái giống như là cái hình nhỏ con gái á, đó như cái bụng mẹ em hay sao đó. Cái siêu âm là con gái, ai ngờ đẻ ra con trai. Như vậy thì mình gọi là Quỳnh My ha. Quỳnh My kỳ dễ thương. My ha, My cho dễ thương nha. Ngày hôm nay bé My đến đây với chương trình chị em những chiếc miệng thiện lành. Thì đúng với thủ tục của chương trình này rất là đơn giản, tất cả những khách mời tới đây khi mà nhận lời mời tham gia này rồi thì phải nói những lời thiệt lòng em, cho nên là thủ tục đầu tiên chương trình muốn em liếm nhẹ ngón tay đưa thẳng lên trên trời, thề một câu gì thiệt là độc, những lời ngày hôm nay em nói ra hoàn toàn là sự thiệt, nếu mà có lời gian dối sẽ bị cộng đồng mạng trừng trị. Thiệt á hả chị? Hơi thiệt nha, để cộng đồng mạng mà trừng trị là hơi nặng đó. Để chị có ác với em nó quá không? Bởi vì phải thề đó. Không, em nói thật luôn là từ đầu tới bây giờ em không hề áp lực, nhưng mà qua cái này là áp lực thật đó. Cái gì chấn động vậy chị? Chấn động không vậy? Quá chứ. Nhưng mà nếu mà lỡ đã đến rồi, chơi thôi. Hôm nay em xin thề, ngồi giữa chương trình chị em, tất cả những lời nói của em hoàn toàn là sự thật. Nếu mà có sai trái thì họ sẽ nhiều cái xui xẻo đến với em. Trời ơi, có thề cái gì? Trời cái đi, chửi tay cái đi. Trời ơi, cái gì mà trời nghe nổi da gà. Chơi là phải chơi tới nơi tới chốn đúng không em? Dám nói là mình dám nhận. Bao nhiêu mà không chơi. Đúng rồi. Mà đó giờ á, em có từng trải qua một mối tình nào chưa? Dạ, ngắn hay dài á? Cả ngắn cả dài luôn. Dạ khá nhiều á. Đếm được trên đầu ngón tay không? Dạ chắc không. Trời đất ơi, nó là nhiều mà sao trên đầu ngón tay được chị? Nếu mà chị hỏi ngắn á thì 3. Còn nếu mà ủa lộn dài, 3 dài thì 3. À dài dài là 3. Thì liên miên. Ngắn là cái khoảng thời gian của em, ngắn là bao lâu thì là ngắn? Ngắn thì bao lâu là ngắn hả? 2 tuần, 1 tháng, 2 tháng.
Ủa vậy là ngắn còn dài là dài nhất là bao lâu? 3 năm. Trong cái khoảng thời gian 3 năm đó thì trong dài nó có ngắn không? Trong dài nó có ngắn hay không? Phải ngắn mới tới dài chứ chị. Không, tức là trong khoảng thời gian mà đang đi đường dài á, dạ, thì nó có một cái đường ngắn nào hay là một cái lỗ tẻ nào kế bên không? Dạ có chứ. Nói đúng hơn là đứt đoạn. Trong cái đoạn đường dài có tẻ. Mà thằng rằng ông nó tẻ chứ không phải là em. Đó, thì nó là vậy. À, quá hợp lý. Như vậy là ngày hôm nay quá hợp lý. Mời Quỳnh My tới đây. Tại vì chủ đề của chúng ta ngày hôm nay đó chính là ngoại tình. Hơi nhạy cảm nha. Không, nhưng mà riêng chị thì chị thấy lại thấy không nhạy cảm một chút nào hết. Dạ. Tại vì đúng rồi, tại vì có bao giờ có tình yêu đâu mà nhạy cảm. Bậy ơi. Không phải là tấm chiếu mới đâu. Em là tấm chiếu này chạy rồi hả? Em là một cái niệm cao su về hồi nãy giờ mình ngồi ở đây nè, bạn tới nói hai chữ ngoại tình đó mình hào hứng, mình háo hức á. Như vậy á thì mình phải định nghĩa chứ ha. Như vậy ngoại tình là cái gì? Theo quan điểm của My thì sao? Em nghĩ ngoại tình có nghĩa là hả, mình đứng ngoài cái mối tình mình đang xây dựng thì gọi là ngoại tình. Bởi vì ngoại tình thì đơn giản là ngoại tình thôi. Mình nghĩ nó đơn giản nó sẽ đơn giản, mình nghĩ nó phức tạp thì sẽ phức tạp. Nó có cái dấu hiệu gì để mình nhận biết được ngoại tình ta? Giống như là hơi phải nói tâm linh một tí. Dấu hiệu cái bản thân của mình là cái người ở chung với họ, mình hiểu hết họ, mình đâu cần dấu hiệu. Nhìn thôi, nửa ánh mắt thôi là đã hiểu rồi. Ê, đúng không chị? Cái gì là trong ba cái mối tình dài hạn của em á thì có một hay là cả ba đều là ngoại tình? Có một, nó nằm bên cạnh em thì nó nói là mày có thấy là công bằng hay không? Khi mà tao vừa mới đi với con nhỏ đó về, cái em nói mày đợi tao 3 phút. 3 phút sau em đứng dậy, em không nói một lời nào hết. Em mở toang ba cái cửa ra, tự bước dậy và đi về thôi. Nói gì nữa? Trời ơi, hạnh quyền lực quá ha. Không, rất hay luôn á, xử lý một cách rất hay luôn á. Bạn có những người bạn rất là thú vị ở một cái điểm, một couple yêu nhau, chung sống, chung thủy với nhau hơn 10 năm. Bạn sẽ kể câu chuyện này ra, không biết là có ngoại tình hay không để tùy mọi người đánh giá nha. Sau đó hai người cùng nhau đi Thái Lan chơi. Là mình đang nói chuyện của người ta. Ừ, mình đang kể à, đang kể câu chuyện của người ta. Đang kể câu chuyện của người ta. Không phải là câu chuyện của chị đúng không? Lát chị sẽ kể tới câu chuyện của chị sẽ nói là trên quá trình từ sân bay Tân Sơn Nhất đi qua Bangkok, thì trên chuyến bay đó hai người có thỏa thuận với nhau là hai người bạn ngồi kế bên nghe rõ ràng luôn. Lát nữa qua tới bển. Mạnh anh đi nha. Anh đi đâu thoải mái. Nhưng mà nhớ giữ gìn an toàn là tại vì cuộc sống vợ chồng đôi khi 5 năm 10 năm thì rất có nhiều đó làm đi làm lại, và người ta trong thời gian đó người ta cũng muốn học hỏi cái mới. Thì anh thử món nem, em thử món chả, thì sau đó thì trở về Việt Nam lại sống đề quề hạnh phúc với nhau, thì đó có gọi là ngoại tình hay không? Cái đó em nghĩ là ngoại chung tình. Ngoại chung tình, hai người cùng ngoại tình hay sao? Đó, cùng ngoại tình để chung tình với nhau. Nhưng mà theo Bảo thì cái đó là ngoại tình được đồng ý, hai người đã có sự thỏa thuận với nhau. Chúng ta trở lại với câu chuyện ngoại tình theo đúng nghĩa mà chúng ta đang suy nghĩ trong đầu, tức là một mối quan hệ ngoài luồng giấu giếp. Cái ngoại tình đó riêng với My thì thấy như riêng với em á hả? Cảm nhận là riêng với bản thân và xã hội, những người xung quanh của My thì cái chuyện đó nó có đáng phải bị lên án không? Ngày nhỏ có nghĩa là bản thân của em là sống trong một gia đình ba em là người ngoại tình. Em rất ghét, em rất là cảm thấy hận thù những cái người ngoại tình. Lúc nào em cũng yêu thương mẹ em hết, bây giờ tới bây giờ em cũng dành tất cả tình cảm cho mẹ em. Nhưng mà khi lớn lên thì em lại cảm thấy mọi chuyện nó nhẹ nhàng hơn, bởi vì nhiều khi em cũng trở thành người thứ ba mà mình cũng không hề lường trước được, thì em lại có một cái suy nghĩ khác để thông cảm một tí cho người thứ ba. Bởi vì cái vấn đề ngoại tình đối với em đó nha, thì em nghĩ là ở trong chăn biết chăn có rận, chính những cái người đó mới hiểu cái vấn đề tại sao nó ngoại tình. Mình chỉ là người ngoài thôi. Nói về vấn đề đúng hay sai, em xin phép là không được, em không bàn tới chuyện đúng hay sai. Em chỉ nói chung chung thôi. Đồng ý. Đối với em là em không lên án, em thấy bình thường. Nhưng mà giờ nè, chị muốn hỏi My nè. Hồi nãy em nói em vô tình trở thành người thứ ba, thì em có thể chia sẻ cái câu chuyện đó cho đau mọi người biết quá không? Tự nhiên hỏi cái này nhỏ đau đó. Không, tại vì My nó mới nói mà nghe một cái là canh liền ra, canh hở là mày hỏi liền. Hỏi cái nhỏ đau đó mà nhỏ trả lời không được, cái này là nãy nói cho xui á, xui không tay xui á. Xui á, xấu hoặc là đó. Không phải. Nãy liếm liếm tay. Bởi vì em đã thề rồi. Cái vấn đề vô tình người thứ ba là gì? Đi chơi với nhau rồi mình thấy là ok, người ta có bồ rồi, mình không thể nào mà đến gần được đâu. Nếu như mình có đi bồ chơi, mình vẫn thích người ta nhưng mình áp lực lắm chị. Kiểu như mình thích nhưng mà mình phải kèm. Mình không thể nào mà mình tiến tới được một tí, bởi vì mình không thể nào trở thành người thứ ba được. Trong tâm trí của mình lúc nào cũng là như vậy. Nhưng mà người ta lại thích mình,
người ta lại xui, nhiều cái xui đó hơn xui không biết nữa. cái kiểu như là người ta cứ tấn công rồi mình cảm động, cơn say cũng tới, những cơn say thì tôi mới chán choáng rồi hả, chán choáng rồi cuối lớp về rồi cuối lớp về không phải đây về nhà được. Dạ thì vô tình thôi, chiều cho trong chiều mưa có ai trở thành trà xanh. Vợ của người đó có quậy cái mắt tra lên không? Dạ bởi vì người ta cũng là con gái á, người ta cảm thấy là bị sốc, đau khổ lắm á, thấy buồn á. Bây giờ nè, mình đã biết mình trở thành trà xanh rồi thì cái hướng giải quyết của em sao? Em không có hướng giải quyết luôn á chị. Trời đất ơi, em buông theo số phận luôn. Trời ơi, thằng đó bỏ thằng đó luôn. Bé kia bỏ thằng đó hay là thằng đó bỏ thằng đó luôn. Trời ơi, thiệt sự luôn. Sao cường vậy đó hả? Võ công em thâm mậu vậy đó mày. Nghe giống như mấy chị nghe nghe thì nó không hợp lý nhưng mà rất hợp lý. Nhiều khi đàn ông em tâm lý. Dạ đúng rồi. Tâm lý theo tình chạy trốn tình theo đó. Đúng rồi. Nghe em là một người chung thủy nên em thấy mà có nhiều người là em thấy không được. Nhưng mà ai cũng nghĩ là mình chung thủy á. Em nói thiệt, bản thân em nghĩ em rất là chung thủy luôn á. Không hề. Không biết luôn. Không. Do mình tự nghĩ mình làm nghĩ sao mà nên mình bỏ người ta cái mình cứ nghĩ người ta sai không à, làm sao mà mình chắc chắn được mình là con người chung thủy. Tại vì cái tình cảm không ai nào á định nghĩa được tình yêu có xá gì đó một buổi chiều, làm sao mà biết được chuyện đó cho tới khi nào bạn gặp trường hợp đó rồi mới quyết định. Nhưng giờ chị hỏi em nè, ngoại tình ở mức độ nào thì chấp nhận được? Trời đất ơi, chị em hỏi chị nè, tha thứ ở mức độ nào chấp nhận được? Tha thứ ở mức độ tùy trường hợp. Thì đây là cũng tùy trường hợp. Tùy trường hợp và tùy theo mình ở với nhau được bao nhiêu năm. Chị đang trả lời câu hỏi của em đó. Con này quá xuất sắc. Con quá xuất sắc luôn á. Đúng không ạ? Tụi nó nói thì hoa hậu mà đầu tiên cho nó đầu là hoa hậu mà. Em mà thấy hoa hậu là chị bốt cho em hết đó. Em sắp thi á nha. Ra chị ủng hộ em hết mình luôn. Chị Giang sẽ nêu ra một vài mức độ và mình xem cái mức độ nào. Buông cùng với nịch kìa mấy chị á. Buông cùng với nịch kìa mấy chị á. Em ơi, em ơi, cãi, để em để mạng nè, em để mạng nè, em để mạng nè, cãi lộn soi máu. Em được rồi, lần đầu tiên cãi lộn soi máu, đứt động vậy. Em ơi, như vậy là nãy giờ em có ràng buộc á, em cười em ra mà cái gì nó muốn ra vậy. Hồi sáng em ăn dĩa cơm tấm to lắm. Quay trở lại nè, quay trở lại câu hỏi của Bảo nãy nè. Dạ. Hồi nãy Bảo nói nó hướng mức độ, dạ. Thì bây giờ Vàng sẽ nêu ra các mức độ nha. Mức độ đầu tiên, ôm hôn nha. Có được xem là ngoại tình không? Dạ, hỏi chị hỏi Bảo đi. Có chị hỏi sao chị hỏi Bảo ta? Mời dạ. Tới đây để hỏi em chứ mà hỏi Bảo thì sao? Con nào gắt quá để cho chị nhậu quá. Ôm hôn có được gọi ngoại tình không? Cho em một ly mắt cha. Ok em. Làm cha của đứa con em. Ước quá. Giờ trả lại, giờ vô câu hỏi đi. Ôm hôn có ngoại tình không? Người ta đánh nó lãng rồi quá này kỳ quá. Nắm tay ôm hôn có ngoại tình. Ủa nắm tay ôm hôn mà cũng tính là ngoại tình đó hả? Có chứ ơi. Có chứ gì em đồng ý à? Ủa không ơi, không cái má. Không nha. Đó là mọi người đang quan điểm theo quan điểm của mọi người là theo cái quá. Không cái gì. Nắm tay ôm hôn, hôn cạnh với hôn môi luôn. Vậy chị á là người đàn bà dễ dãi. Chị chấp nhận chồng chị làm như vậy, còn em không chấp nhận em coi là ngoại tình. Không, chị nếu mà nói chị Giang là đàn bà dễ dãi chị không chấp nhận. Chị Giang là đàn bà nhu nhược. Không đúng có, rồi. Đàn bà yêu chồng, yêu chiều chồng quá. Không có chiều kiểu đó được ấy. Thì bởi, chị chị em mình không, mà chị em mình nói là ngoại tình. Còn bác không nói ngoại tình, đâu có quyền nắm tay được. Chị phải dùng từ là bắt tay. Chị có biết ghen là không ta, nó không môi luôn chị ơi. Trời ơi. Rồi, vậy là coi như là cái này là không đồng thuận, không có sự đồng thuận với nhau rồi nha. Hai người chống, một người bên. Không ok. Không ok, chuyện này chị tính vậy là chưa nha. Chưa. Lên giường thì sao? Bây giờ ví dụ đi, lên giường làm cái gì? Trời ơi, lên giường thì phải làm chuyện đó chứ không làm là ngoại tình. Ủa sao ngoại tình liền vậy? Làm chuyện đó. Làm chuyện đó. Là ngoại tình. Lên giường thì chắc chắn phải làm chuyện đó rồi. Chứ nếu mà lên giường mà để ngủ rồi ở nhà ngủ sướng hơn. Đây nè, mình phải xác định hai trường hợp giống như nãy chị em mình đã bàn tán xôn xao về cái chuyện là ngoại chung tình. Tức là ngoại tình được sự đồng ý. Thì có thể cái cuộc ân ái á, nó ở trên giường nó chỉ là ăn bánh trả tiền thì sao? Đúng, đúng không? Là ăn bánh trả tiền hả? Ăn bánh trả tiền thì... Nhưng mà nó cũng quy vô là ngoại tình. Không, em nghĩ lại là do người phụ nữ nữa đó. Nhiều khi người phụ nữ lại khuyến khích làm vậy. Nó chán em quá thì anh ra ngoài đi. Một hai cái nó chơi thôi. Chơi vui nhiều vẻ khi, về với nhiều em. Khi cái đó là giống như những người đàn bà có bầu á chị. Ồ, họ muốn. Không, đúng rồi đó. Họ muốn là đàn ông á. Trong khoảng những cái khoảnh khắc đó vẫn có thể xả stress được, họ đồng ý. Thì đó là không được gọi là ngoại tình. Tùy vào từng người, tùy vào cái sự cho phép của cái người phụ nữ đó. Ngoại tình dễ cho phép hay là dễ dãi thì sao cũng được.
Gì kỳ vậy trời. Sao tự nhiên sao vô cái chủ đề này cái tao thành người đàn bà dễ dãi ngang vậy trời. Rõ ràng chị quá dễ dãi chị ơi. Thiệt. Nếu mà ai cũng như chị thì xã hội này không có chuyện đánh ghe. Ủa vậy tự nhiên thấy xã hội văn minh dưới trời. Đúng. Thấy xã hội tốt đẹp hơn là nghe. Mình phải buông bỏ tất cả mọi chuyện đều có thể giải quyết bằng lời nói. Ôi bây giờ xin nghĩ lại. Nếu mà trường hợp có một con riêng thì có được gọi là ngoại tình không? Ví dụ rõ ràng cụ thể là người phụ nữ và người chồng không có con, không thể có con. Lý do là người phụ nữ chính không thể có con. Rồi, sau đó người đàn ông đi ra bên ngoài tìm một cô gái khác và có một đứa con. Mà người đàn bà đó có cho phép không? Người đàn bà đó có cho phép không? Đặt trường hợp đầu tiên cho phép. Cho phép là không ngoại tình. Không ngoại tình. Đối trong trường hợp đó là trong trường hợp của người đàn ông là không ngoại tình đúng không? Tất cả những cái mối tình là ngoại tình nhưng mà duy trì cái sự hạnh phúc của mình thì em đánh giá là không ngoại tình. Còn tất cả những mối tình vượt ngoài sự cho phép, ăn dụng, dụng trộm, không có liên quan tới cái mối tình tình cảm của mình mà làm ảnh hưởng mối tình của mình là ngoại tình. Nhưng nói vậy thì tội nghiệp cái người thứ ba. Nếu người đàn bà cho phép. Tội nghiệp mà chị ơi, tội nghiệp lắm rồi đó. Không em, với cái trường hợp này thôi em. Với cái trường hợp mà cái người vợ chánh cho phép, đẻ không được. Cái trường hợp của em là không cho phép nha. Không có cho phép, tới giờ thương, rất thương em nhưng không binh em được. Cái người vợ cho phép, anh đi tìm một cái người khác đi, để sanh cho anh đứa con, rồi về đây hai đứa mình hạnh phúc. Là tội nghiệp cái người thứ ba. Người ta lại vô tình trở thành người bị hại, không có tình cảm gì hết. Dạ. Ê, tính ra ngồi bàn thấy con người phức tạp quá ha. Đúng rồi chị. Đúng hay sai là qua cái miệng mình hết trơn. Rồi. Rõ ràng là sau khi mình phân tích ra cái vấn đề ngoại tình thì đôi khi ngoại tình không đáng bị lên án. Nhưng mà đôi khi ngoại tình có những trường hợp ngoại tình rất đáng bị lên án nha em. Dạ sao chị liếc em chứ? Không, chị nói bây giờ gì nè. Bây giờ chị bảo chị muốn hỏi một câu thôi. Ngoại tình có được tha thứ hay không? Ê chà. Đó, tới qua cái câu hỏi đúng sai mà bây giờ tới cái chuyện bây giờ mà em đi nữa. Em trả lời luôn nha. Em đã nói từ đầu rồi. Đúng sai do mình. Đơn giản vậy thôi. Mình thấy á là cái tha thứ được thì mình mở lòng mình tha thứ. Không thì là sai. Đơn giản vậy thôi. Rồi. Tự nhiên bây giờ đi hỏi xã hội chuyện đó đúng sai để làm cái gì? Trong khi bản thân của mình không thể ở bên cạnh người mình không còn chấp nhận được nữa. Quan toàn sai. Còn riêng với bạn đó thì lòng mình bao la. Đơn giản mà. Quan trọng là mình thôi chứ đừng hỏi xã hội. Đúng rồi. Tha thứ nếu tha thứ được. Nếu tha thứ được mà người đó hối cải quay về thì ok. Giờ chị muốn hỏi My nè. Đàn ông ngoại tình dễ tha thứ hay đàn bà ngoại tình dễ tha thứ? Em nghĩ không ai mà dễ tha thứ hết á. Ngoại tình là đã sai rồi. Mà bây giờ á, cái người mà tha thứ được quyền tha thứ á, có muốn tha thứ hay là không? Chứ dễ chứ khó gì. Giờ thời này phụ nữ đàn ông VD bình đẳng. Không, hỏi như vậy á thì nó sẽ không có cái đường ra. Đúng rồi. Mà phải hỏi là hậu quả của hậu ngoại tình. Em sẽ thấy rất là nhiều sự bất công nằm ở đây. Tại sao đàn ông ngoại tình thì được gọi là đào hoa mà đàn bà ngoại tình thì gọi là lăn lộn trắc nết? Đúng rồi đó. Em không đồng ý cái chuyện đó. Đó cũng là cái trọng tâm câu hỏi chị mới hỏi nãy đó. Dù sao trong cái thời buổi này nói là bình đẳng thì bình đẳng đi, thì người phụ nữ vẫn là người chịu thiệt thòi nhất. Theo em thì khác nha. Cái quan điểm của em thì kiểu giống như là cái bản thân của mình á, nhiều cái sự trả giá đó, nó đáng thì mình trả giá luôn. Mình có gì đâu mà phải đi so sánh đi làm cái gì. Ai thiệt hơn không cần biết. Lúc đó chỉ cần biết là ok, mình không thể nào mà control được cái giới tình cảm này nữa thì em chấp nhận. Thì nó cũng chấp nhận mang tiếng luôn. Mang tiếng, chấp nhận đau thương mà. Sao mà ai mà tổn thương nhiều hơn được chị. Và khoan cho em nói một câu và mọi người ngày hôm nay xem cái chương trình này thì mọi người cũng nhìn nhận là ba người ngồi đây nói chuyện cũng qua một cái lăng kính thôi. Bởi vậy mọi người cũng không thể nào đánh giá hay là mọi người suy nghĩ rằng là ba người đang có một cái suy nghĩ gì đó sẽ ủng hộ cho mỗi cái chuyện ngoại tình, đúng không? Bởi vậy mọi người có ném đá thì nhẹ tay một xíu để cho cái chương trình càng ngày càng phát triển hơn được không ạ? Vỗ tay ạ. Tổng kết lại cái câu chuyện của ba chị em, khẳng định một điều, ngoại tình là sai. Và cái sao chị khẳng định hoài em bực bội nghe. Không, chị phải khẳng định ngoại tình là sai. Và cái tổng kết gì nè. Nói nãy giờ không tha thứ hay không là do mình. Thôi bây giờ vậy nè, em nói câu này nghe chốt hơn không nè. Ngày hôm nay khi ba chị mình nói chuyện nhau, em muốn nói về cái vấn đề ngoại tình á. Nó là một cái sâu vực thẳm. Mình nói cho vui thôi chứ mình đừng nghĩ nhiều làm gì cho mệt thân mình. Kiểu vậy đó. Nếu mà được, mình không khẳng định, mình cũng mình không phủ định. Mình chỉ là một người đứng ở ngoài và thậm chí mình là một cái người trong câu chuyện đó thì mình chỉ theo cảm xúc của mình giải quyết để cho mình có một cái thanh xuân tốt đẹp hơn thôi. Rồi. Cái chuyện đúng sai là cái chuyện không thể nào nói được, bởi vì bản thân của chị em mình nhìn, mình sinh ra rất nhiều người nhìn ở ngoài nghĩ là sai. Nhưng mà ngày hôm nay ngồi đây lại là đúng. Chị em mình có thể
cho mọi người một năng lượng tích cực nè. Mình có thể kiếm ra được đồng tiền, mình nuôi cha nuôi mẹ, mình có thể yêu thương bản thân của mình thì mình đúng. Còn tất cả mọi người ai mà nhìn sai thì tùy họ thôi. Mình sống cho mình ai, không mình sống tâm. Cho mình, mình đúng. Sống cho cảm xúc của mình, đúng không ạ? Dạ, chào các bạn. Ngày hôm nay rất là cảm ơn Quỳnh My. Quên luôn cái tên Quỳnh Đạt đi ha. Dạ, quên luôn cái tên Quỳnh Đạt đi. Quỳnh My quá dễ thương. Tại vì Quỳnh My mới đi giật chồng được người ta. Trời ơi, chị nói gì tội nghiệp em đó quá. Tới cuối cùng chị cũng dạy em thật sự. Trở về ra dạo này buôn bán được không em? Dạ, đắt. Đeo vàng quá là biết rồi ha, chúc mừng em. Bởi vậy em nói rồi, đừng có nhìn cái cuộc đời này qua cái lăng kính, nó sai lắm. Phải gặp nhau ở ngoài nè. Nhiều khi giống như cái bản thân của em, giống như là cũng không thể nào biết là mấy chị ở ngoài dễ thương, vui vẻ, hoa đồng giống như vậy. Tới ngày hôm nay ngồi đây là ok quá. Ok la nha hả? Xinh okay quá, dễ thương quá, vui vẻ quá. Hai chị quá tích cực đi. Cảm xúc nếu em mà nếu mà để gặp hai chị mỗi ngày, em tình nguyện gặp 6 ngày thôi ngày cho chồng. Em ơi, cái gặp đó là muốn gặp nhà á. Làm ăn đó em. Trả lương cho chị không có tiền đâu mà ngồi em 6 ngày gặp đâu em 6 có. Ngày. Chị ở đâu em đến? Ồ chị bảy nha. Ủa con người của chị tính. Ủa em có làm ăn hay sao? Ủa em gặp chị miếng em đi về chứ. Em ơi, gặp 6 ngày một tuần là coi như là yêu nhau mới gặp nhau kiểu đó. Gặp lần một cái. Cái câu nói của người ta nói cho gắn kết tình chị em. Không, nó nói gì là nó giả dối, nó không có thành thật. Đánh luôn đi. Mệt dữ trời, con bé này nó dễ thương quá trời vậy trời. Ôi dễ thương kinh khủng luôn á em. Em cảm ơn chị rất là nhiều, cảm ơn hai chị rất là nhiều luôn á. Tổ đãi quá trời, mệt quá đi. Đi tìm sớm. Rất là cảm ơn Quỳnh My đã nhận lời mời tham gia chương trình này. Và cũng rất là cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã luôn ngồi ở đây chịu khó lắng nghe những lời tâm sự. Đôi khi có những phần điên khùng, nhưng mà qua bên cạnh đó thì có rất là nhiều cái lăng kính, nhiều cái góc nhìn cho một vấn đề. Vấn đề ngày hôm nay chúng ta đang nói tới đó chính là ngoại tình. Chương trình của chúng tôi xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào lúc 20 giờ tối thứ 6 hàng tuần trên kênh YouTube của MCV Media và sẽ được phát lại trên kênh YouTube của Dương Thanh Vàng Channel. Xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy yêu thương và ủng hộ cho chương trình Chị Em Những Chiếc Miệng Thiện Lành. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.